Quốc ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với lại những pha trả giá sai lầm đắt giá nhất thế giới. Gì đây? Oh my god! Cái thằng... Thanh niên này chỉ có đứng quay và thanh niên này chỉ ngồi cười thôi. Rồi thôi xong. Oh my god, cái máy bay nó đi, nó lưu thông cùng với các phương tiện giao thông thường nhật luôn. Nghĩa là đi với lại kiểu có xe máy, mấy người đi xe máy rồi mình là máy bay, mình có gì đâu phải sợ, kiểu kiểu vậy. Okay. Tiếp theo. Oh my god. Oh my god, cái này trả giá hơi đắt nha. Thôi xong, chuyến này thì đền nhà nước, đền tất cả mọi người và đền luôn kiểu kiểu sức tổn hại tinh thần cho tới những người đi đường. Rồi thôi xong, oh my god, nó lăn lông lóc. Oh, này thì flexing, này thì quay quảng cáo, thì nói chung á, thì cái này cũng do xui thôi mọi người. Chắc do không cúng trước khi mở máy này. Ok. Ôi trời ơi, thế thì mất. Ây da, ui dồi ôi, hết cứu rồi, ní ơi là ní. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với lại một chiếc xe chở những cái thùng sơn bị tai nạn. Minion. Xin lỗi tôi hơi cực nhã nhưng mà Minion, chắc chắn người ngồi trong xe là Minion. Thôi nhìn chú cũng tội anh em à. Nói chung mà coi như của đi thay người đi mọi người. Đền tiền chắc là cũng không có đền hết 100% đâu. Và mình cũng không có nghĩ là tai nạn, accident thì họ lại kiểu đổ tội lên ông này đâu. Thì cùng lắm đi, ông này cũng phải gọi là gì ta, cũng phải thừa nhận, cũng phải gọi là thú tội hay là gì đó một ít thôi. Ok. Sẽ ra sao nếu chúng ta lái một chiếc trực thăng không người lái ở trong một cái nhà kho? Ôi có người lái. À không. Ok, nếu nhà bạn có một cái nhà kho, có một cái xưởng xí công nghiệp, có một cái xưởng chế tạo như thế này, làm ơn, đừng có thực hiện với một hành động nha. Tại vì cái máy bay trực thăng này nó phải bay ngoài trời, chứ trong nhà nó cắt hết tất cả mọi thứ xuất hiện trên cái xưởng chế tạo đó luôn ấy. Vô. Mình nghĩ là con người giả mọi người. Ô. Ô, đúng. Ok, chắc chắn cái người ngồi bên trong là mannequin. Nó cắt bóng đèn, nó cắt tùm lum luôn. Oh my god. Dạ man. Thôi, chuẩn bị cái kèo. Không ổn lắm. Nó sẽ xảy ra cái chuyện gì đó. Oh my god. Oh. Gặp những cái trường hợp này thì tốt nhất các bạn nên bỏ của chạy lấy người, bỏ hết tất cả những gì đang làm, cố gắng thoát khỏi đó. Tại vì cái này nó rớt, nó ngã một bên trên mặt đất thôi. Nếu mà nó ngã lên biển á, nó sẽ tạo ra một cái cơn sóng mà kiểu nó cuốn bay cái sổ đỏ nhà tôi luôn á mọi người. Chúng ta sẽ đến với lại những cái tình huống của những căn nhà ở sát bên kiểu ven sông, ven hồ. Đấy, đôi khi mà kiểu nước nó dạt đi là nó trôi, là kiểu nó bắt đầu đó, nó sẽ thu hoạch, nó thu hoạch một tí đất, nó thu dần dần là thu luôn căn nhà thôi. Căn nhà này là coi như vứt rồi đó mọi người. Mong là căn nhà này có bảo hiểm. Oh my god. Cái gì đấy? Nó đang nuốt chửng từ từ. Đây rồi. Nhà vệ sinh đã ra đi. Tôi không biết là nhà vệ sinh hay nhà bếp nha. Ok, tiếp theo. Tới cái gì đây? Mình nghĩ là tiếp theo là nó sẽ nuốt. Trời ơi, người dân đứng đó chỉ biết đứng nhìn thôi. Kiểu thôi, chuyển sổ đỏ, không ở đây nữa. Ở đây có ngày thủy tinh nó dắt mình đi. Oh my god. Nó đẩy một lần đi hết cả căn nhà, nó không cần 1/5 nữa mọi người. Ui. Ui cái gì đấy? Và thế là chúng ta có căn nhà có thể di chuyển được và di chuyển trên sông được. Chúng ta sẽ sống trên cái mái nhà nơi mà. Ơi, các bạn thấy không, thiên tai nó dã man như thế này đấy. Cái giá phải trả cho những cái gọi là gì ta, quyết định mua nhà hay là ở những cái nơi mà kiểu ít người ở hay là không. À, căn nhà này sẽ là căn nhà đối tượng tiếp theo mày để đó. Nước mà rút vô tới chổng là mày chết. Ở đây là nước Mỹ mọi người. Và thế là nhà nước, chính phủ sẽ phải hỗ trợ xây lại căn nhà này. Ok. Oh my god. Kiểu
Các bạn biết cái cảm giác mà gọi tạm trái chuối đi, cảm giác một trái chuối, hãy tưởng tượng một trái chuối đang đi ngang, đang bay với cái vận tốc rất là cao. Xong rồi ở đây có một cái máy, trái chuối nó lồn qua, nó nghe ghê vậy. Nói chung là lồn qua cái nó giữ lại mấy cái vỏ hết, nó còn trái chuối nó đi xuyên qua luôn. Đấy, còn bên trong là mấy miếng thịt chuối thôi, đấy. Nó kêu kêu vậy. Nó còn lại cái đầu thôi đó mọi người. À không, còn cái phần vần sườn nữa. Ok. Video này tuy là hơi mờ nhưng mà mình nghĩ là lo được mọi người. Ok, đây là trong một cái gọi là showroom hay là gì đó, một cái xưởng hay là gì đó, đang dựng một chiếc xe lên. Ui. Nếu mà với lương của một người công nhân nha, thì làm cả đời tôi chưa biết là có cứu được hay không nữa. Nếu là kỹ sư thì ok, chắc làm tầm chục năm là sẽ lo mua được chiếc xe, trả được chiếc xe này. Nhưng mà cái này nó quá ẩu, đi quá nhanh. Mấy cái này nên đi từ từ thôi mọi người. Đụng. Xong. Và thế là chúng ta có một chiếc xe mình không muốn mua nhưng mà tự nhiên nó vào tài khoản ngân hàng của mình và mình phải trả góp mỗi tháng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại Oh my god. Mình cảm giác là chiếc xe này nó cố ý như vậy nha mọi người. Tôi không biết là chiếc xe này dùng để làm gì nhưng mà mình cảm giác nó đang cố ý như vậy để nó. À không, đây là cái đoạn đường để người ta đi đâu đó nhưng mà rồi xong. Mà giờ tự nhiên chọc lóc luôn, tiện cái đầu mình hói luôn nguyên cái con tàu. Anh em hãy chuẩn bị đũa và muỗng đi. Tối nay chúng ta sẽ có món con này bồ câu đúng không? Nếu mà là bồ câu thì tối nay chúng ta sẽ có bồ câu xào nước mắm anh em à. Mày tới số mày rồi. Mày có gọi là gì ta, trả hai cái mạng của mày. Mày có bay đi rồi. Sao dễ vậy? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với máy bay có người lái nhưng mà không phải là lái bên trong. Máy bay trực thăng điều khiển từ xa. Đấy. Wow. Có người mannequin ở bên trong luôn. Và cái chiếc này mình nghĩ là nó bự tầm cỡ. Nếu mà nhìn với cái kích thước này thì chắc là nó tầm cỡ một chiếc xe hơi mini. Các bạn hiểu ý mình không? Nó bự hơn chiếc xe máy nhưng mà nó nhỏ hơn chiếc xe hơi. Và nó chỉ là xe hơi mini thôi. Tầm cỡ đó. Helicopter, helicopter. Ok. Đang tiếp đất. Đúng là người nước ngoài ha. Bên Mỹ, bên Mễ rồi tụi nó có mấy cái thú vui mà kiểu tốn tiền quá. Tụi cá chắc là cái này nó đi tốn rất là nhiều nguyên liệu để bay một vòng. Và tốn rất là nhiều tiền và độ ngu để sửa lại chiếc máy bay này. Ôi không. Ôi ông ta kiểu đưa cái tay ra cái kiểu thôi xong mẹ toan rồi bu em à. Toan rồi mẹ nó ơi. Ôi gãy cánh này rồi mấy cái. Tôi không biết là thiết bị bên trong như nào nha nhưng mà cỏ nó cũng cắt luôn. Nhưng mà cho tôi nói lại một lần nữa, cái giá phải trả rất là đắt. Nhưng quang cảnh ở đây đẹp quá mọi người. Sáng sớm kiểu bận cái quần xì, cầm ly cà phê uống miếng, thưởng thức cái không khí này đây. Tét nách luôn á bà nội ơi. Ok. Thợ sửa ống nước làm ngập nước trong một cái gọi là gì ta, một cái khu chung cư. Đã là thợ sửa ống nước rồi, ông không có kiến thức sửa mấy cái thứ đó thì ai là người có kiến thức để chặn cái nước nó ngập lụt đây. Lại oh my god, lại tiếp tục đắng ra thôi. Ông nô hấp rồi thợ sửa ống nước vậy là mình cũng biết sao, nó cũng biết nói sao đó mọi người. Nếu mà là thợ sửa ống nước người ta làm nhanh lắm, rạc, người ta phải cố gắng khắc phục hết mọi hậu quả. Nhưng mà ông này làm cũng mười mấy phút ra cũng hơi tội nghiệp thì mong là ông này không có bị vấn đề gì về công việc. Ừ. Ok. Hydro dipping my MacBook Pro. Ok, gọi là gì ta? Dán mặt hay là dán nhãn gì đó, nói chung là kiểu thay da đổi thịt cho cái laptop của mình. Hydro dripping gì đó. Chắc chắn là sẽ thành công, cô ta nói như vậy. Ok. When you see that it's gonna work. Okay,
Okay, here we go. Okay, bây giờ chúng ta sẽ mở máy nào. What did I tell you? Nó con nhỏ cái bà chị này thì cứ gọi là tự tin, nó đang mở lên nó. Nó đang mở lên nó mở bằng tiền của một cái laptop nó trả người ta đi. Dựng cốt cải đã hư rồi, làm sao mà đi cầm cái laptop nhét vô. Tôi không cần biết chất lỏng gì nha, nước thần tiên hay thần thánh gì, chỉ cần cầm laptop nhét vô một cái thứ gọi là chất lỏng đó là nó đi. Thôi bà chị ơi. Thôi, vậy là những cái gọi là gì ta, sự trả giá này cũng có nhiều cái phải trả giá bằng cả đời hoặc là trả giá bằng rất là nhiều tiền. Các bạn thấy cái việc trả giá nào quan gọi là gì ta để lại ấn tượng nhiều nhất thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace.